Tính làm món gì á? Ngò gai. Tôi biết chết liền á. Để tôi làm thôi chứ tôi biết gì đâu mà nói. Lạc ớt. Lạc ớt. Rồi nặng tắt. Rồi sẽ trái ớt này ra. Rồi chắc tôi nghĩ chiều nay có món 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 ngon lành đó. Chắc nghĩ vậy, Chứ bây giờ tôi nghĩ là chắc vấn đề nghĩ mà nó giống làm gỏi, hỏi gì thì chắc này giống bắp có tắc, chắc bắp gỏi, gọi gì vậy? chắc bắp gỏi á. Chết bà ngu, trời ngu 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 ngu, Sao tay bóc ớt mà đem dụ mắt ngu ngu rồi, xong rồi, xong 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 làm vậy? cái gì sao hỏi mỗi ngộ chạy Xô nước vô tạm đi, tao rồi lấy nước lấy đá. để tôi lấy cái ngu ngu, trời ngu, chết là ngu. Trời, nghĩ sao rồi trời ơi. Kinh khủng. Làm vậy nó không hết nổi đâu. Anh nhớ ngày hôm qua hôm kia á, có một anh nào anh chia sẻ một cái mẹo làm ớt vô mắt cũng hay lắm á. Cái anh nào thì chỉ Thì cái anh nào nói anh sao. nó anh kêu là phải nói tên, anh mà quên tên là anh ở đâu ta. Anh Ông kêu nào thì là chạy trước đi, rồi nó tên ông sao anh chứ. kêu là hiệu quả tức thì luôn. Thì cái ông nào thì kệ ổng, anh nào anh kệ anh đi, thì ông chỉ tôi đi, rồi cái vấn đề thì nói sao. Đang suy nghĩ tên mà không hơi quý quá. Anh Khoa ở Đắk Lắk. Thì đắt đắt kệ, bây giờ cái mẹo ổng là cái mẹo gì. Anh Khoa ở đó, anh chia sẻ một cái mẹo rất hay, đó là đại định ai đang bị ớt vô mắt. Rồi 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 rồi, anh bị mắt nào vậy? Thì mắt Mắt bên này. đúng rồi, Anh sáng cái chân lên, anh sáng cái chân lên. Anh sáng cái chân, sáng chân lên. sáng sáng chân là Sáng sáng cái chân ngược lại của con mắt á. thì nó mẹ thì trời ơi, Đó, anh sáng cái chân, anh sáng chân lên. ông thấy biết ớt cái dằn mắt lên Không không biết rồi. chân ngược lại. Đó, anh sẽ xô nước từ đầu gối xuống chân. Ừ, xuống nước lạnh á. Nước lạnh này đúng Ừ, nước lạnh mình á, không? xô xuống. Đầu gối xuống. Đúng rồi. Trời. Đó, xô xuống từ đầu xuống chân. Cứ từ từ xói hả? Đúng rồi. Là mọi người sẽ cảm giác là mắt mọi người không còn bị cay nữa. Đây là cái thực tế anh nó chia sẻ, đây là thực tế 100% luôn. Và anh nó làm hết liền luôn. Đó, cho nên mọi người cứ làm thử. Rất là hay. Xối nước từ đầu gối xuống chân, xối nước lạnh á. Nếu có nước đá xối còn còn nhanh hơn nữa, xối lạnh ok rồi. Nhắc lại. Không không có tên gì đó nghe coi. Anh Khoa ở Đắk Lắk, anh chia sẻ một cái mẹo nếu ớt dăng vô mắt thì lấy nước xối từ đầu gối xuống chân. Mắt này thì xối chân ngược lại, mắt kia thì xối chân này, mắt này thì nó xối chân kia, Hai bị mắt. hai mắt thì xối hai chân. Đủ hay ghê ta. Ừ, nó là như vậy đó. Em gọi là 100% luôn nha. Đúng rồi. Ông biết tại sao nó hay không? Sao? Tôi biết vấn đề là tại sao mà con mắt mình nó dịu trở lại. Sao? Khi ông mà ông xối nước á, là tự nhiên cái bằng là bằng chân mình nè. Ừ. Nó lạnh lắm. Ừ. Là như một cái hệ thần kinh nó làm cho cái độ lạnh nó làm con mắt mình nó dịu đi. Ừ. Đó, nhưng mà biết nó còn đỏ không? Thấy đỏ Con này còn đỏ nhưng mà nó hết sót rồi. Nó không? sót rất là nhiều. Đó, em chia sẻ mọi người cũng cảm ơn anh Khoa đã chia sẻ một cái mẹo rất là hay cho đến đại gia đình mình. Anh có cái mẹo nào nữa thì anh có thể chia sẻ về cho bọn em, bọn em sẽ chia sẻ rộng rãi cho đến đại gia đình mình nha. Đó, chia sẻ mọi người nha. Mọi người ai đang bị ớt cay mắt cứ làm cách này nha, rất là ok nha. Nhớ đăng ký bật chuông.